Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia, đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trước khi đi vào luận giải tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu về tổng quan tính cách và vận số cuộc đời của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ là người khôn ngoan, thích học hỏi, có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng với bản tính ôn hòa, không muốn gia chạm, nên khó làm chuyện lớn. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, sẽ có địa vị cao trong các lĩnh vực văn chương, nghiên cứu, giáo dục. Nặng về trí hơn tay chân, tuổi trẻ có nhiều gian khổ, thân tự lập thân, xa quê hương dễ làm nên sự nghiệp. Đi vào trung vận, sự nghiệp ổn định dần dần, càng lớn tuổi, tài lộc càng dồi dào, tuổi già an nhàn phú túc. Tuổi Ất Tỵ có đầy đủ đặc tính của thiên can Ất và địa chi Tỵ, với thiên can Ất thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm, và đặc điểm của chi Tỵ là tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo. Chi Tỵ vì thế từ trong ẩn khuất nhìn ra, họ sẽ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả sẽ thành công. Tuy cuộc đời phải chịu nhiều khổ cực, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi và được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành thì khả năng thành công lại càng cao, nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn, dạng sự tiến hành theo chính đạo thì tất sẽ được cát lành. Tuy nhiên, nên điều tiết cảm xúc, tránh trở nên quá độc đoán, sẽ mất đi khả năng phán đoán chính xác dẫn đến thất bại. Phá tài hao lộc, người tuổi Ất Tỵ mệnh phú đăng quả là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy được nhanh nhạy như họ, có tài nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng, tính cách bất tị, hoạt bát, vui vẻ, thích trở thành người nổi bật giữa đám đông. Dù là tham gia những chuyện quan đường đến thế nào, họ cũng sẽ cố gắng để trở nên nổi bật. Họ thích các hoạt động xã giao, không ngại thể hiện trước đông người, có thể thoải mái nhảy múa, hát ca hay diễn kịch. Họ có tố chất diễn viên, tuy không phải là người thường tự vẽ ra câu chuyện cho mình, nhưng họ biết cách làm thế nào để mọi người tin và đồng cảm với mình. Người tuổi Ất Tỵ có một sức hút kỳ lạ, sự cuốn hút đặc biệt của họ được toát ra từ chính con người họ, sự quyến rũ và tài ăn nói thuyết phục khiến cho họ rất có tiềm năng phát triển. Nếu đi theo nghiệp chính trị, họ không phải là mẫu người an phận thủ thường, cũng khó có thể yên ổn, yên lành một chỗ, họ luôn cần sự thay đổi, không đủ kiên nhẫn với những người cố chấp và không muốn thay đổi. Có điều, người bình thường lại có thể thành công nhờ có nghị lực, mà điều đó không phải là thứ mà tuổi Ất Tỵ có được. Họ khó có thể tồn tại trong tập thể để đề cao quy tắc, họ luôn không ngừng tìm kiếm sự mới mẻ cũng như nhiều ý tưởng khác biệt và độc đáo. Khi cảm nhận được sự nguy hiểm hay bị đe dọa, họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và không hẹn ngày gặp lại. Tính cách có phần nóng nảy, bốc đồng, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Họ là người thích tự tay lập nghiệp, không thích nhờ giả hay dựa dẫm tiềm năng kinh tế của gia đình. Họ thích cảm giác tự do và xông pha chiến đấu với thử thách để khẳng định bản thân mình. Người này thích hợp với các ngành nghề mang tính kỹ thuật. Về nhân duyên, họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, trọng chữ tín, nên thường khi khó khăn luôn được rất nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên,
Họ khá bướng bỉnh, tự tin vào bản thân mình, nên hiếm khi lắng nghe lời khuyên hay cảnh báo từ mọi người. Đây là điều mà Ất Tỵ nên sửa đổi. Người này rất nhạy cảm, song cảm xúc khá thất thường, không mấy ổn định. Chỉ cần đối phương tốt với mình, họ sẽ đem toàn bộ tình cảm của mình trao cho người, dễ trở thành người si mê mù quáng, không lối thoát. Tính cách như vậy nên họ hiếm khi bày tỏ tình cảm trước, cũng có phần khắt khe với những người yêu quý mình. Dù tình cảm đã chín mùi, thậm chí đang bàn chuyện trăm năm, nhưng đôi khi vì yêu cầu quá cao mà họ khiến cho tình cảm dần trở nên phai nhạt. Nỗ lực làm việc là con đường duy nhất để kiếm tiền. Muốn tài vận tăng tiến thì phải chịu khó dốc toàn lực để phát triển sự nghiệp. Cơ bản thì con đường tài lộc của tuổi Ất Tỵ khá suôn sẻ, song thói quen chi tiêu hoang phí dễ khiến cho họ lâm vào cảnh nợ nần. Nên tập cho mình thói quen chi tiêu theo kế hoạch, không nên mua sắm lãng phí và những món đồ đắt tiền mà không thực dụng. Phải khống chế chi tiêu thì mới có được tài chính cân bằng và vững vàng. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Đối với người tuổi Ất Tỵ, tháng 9 năm 2024 âm lịch được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Được Tam Hội và Nguyệt Lệnh Lâm Đế Dượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công. Cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện để dành nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tính. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn và ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi khổng lồ. Vận khí dượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ, mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành tháng, giúp tinh thần tuổi Ất Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Trạng thái tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc mới tiến hành phẫu thuật sẽ phục hồi nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà quay lại với nếp sinh hoạt thường nhật. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Ất Tỵ, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp, người tuổi Ất Tỵ được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh Lâm Đế Dượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần quá vất vả nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù đôi khi bạn vẫn có những ý tưởng bất đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Tuổi Ất Tỵ hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ thăng tiến trong tháng 9 âm lịch này. Có như vậy vận xui phái chịu trong năm Phạm Thái Tuế có thể giảm bớt phần nào. Thời điểm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn và ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi khổng lồ. Tất nhiên, áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng, song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh
thôi thúc bản mệnh xông xáo, chủ động tiên phong trong mọi việc. Điều đó đồng nghĩa là những chú rắn sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm gì cũng chu toàn, nên vận quý nhân khá dượng. Do hữu bật xuất hiện, bạn hãy dự tính làm gì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Ất Tỵ âm lịch cho thấy công việc thuận nên tài lộc của bản mệnh cũng có nhiều khởi sắc theo đó. Thu nhập chính có dấu hiệu tăng tiến khi các khoản lương thưởng được điều chỉnh. Ngoài ra, bản mệnh còn có nguồn thu phụ, kinh doanh buôn bán đều có tin vui báo về. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi khổng lồ. Tháng này có ảnh hưởng từ dịch mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật, vất vả trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu. Nhưng bù lại tài lộc càng dượng, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, kiếm được nhiều và nhanh hơn. Có điều, trong tháng có quả phá tài, kiếp tài hung thần báo hiệu cho con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt thì cũng là những chuyện bất ngờ phát sinh. May mắn là các khoản thu nhập chính phủ ổn định nên bạn có thể trang trải cuộc sống ổn thỏa, song vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý. Cho vay mượn cần đúng người, đúng việc, chớ nên vì nhẹ dạ mà cả tin, đưa tiền cho những người không xứng đáng. Những người làm kinh doanh cũng nên lưu ý tiến hành mọi thứ theo kế hoạch, thận trọng từng bước một, chứ đừng nhanh nhanh ẩu đoản mà nhận phải cái kết đắng. Về mặt tình cảm, gia đạo, sang tháng 9 âm, tháng có tam hội mang về nhiều tin vui về đường tình duyên của con giáp này. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, sẽ đi đến quyết định mới về mối quan hệ của mình, trải qua nhiều thử thách. Cả hai đều khá chắc chắn về tình cảm của bản thân, có thể xem xét để về ra mắt hai bên gia đình, dần tính tới chuyện tương lai. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm đất đế dượng sẽ mang may mắn cho các cặp vợ chồng đang chờ đón tin bầu bí đã lâu. Với người độc thân, thời cơ cũng đã tới, hãy tạm dừng công việc trong tay để nhìn ra thế giới xung quanh mình, biết đâu có người vẫn luôn thầm lặng dõi theo bạn. Còn nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, kết quả ra sao cũng không quan trọng. Miễn là bạn đã nói ra đúng tâm tư của mình thì sau này sẽ không có gì phải hối tiếc. Về mặt sức khỏe, tháng này nguyệt lệnh lâm đế dượng ở Ất Tỵ, lại thêm ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành tháng, giúp tinh thần tuổi Ất Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Trạng thái tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc mới tiến hành phẫu thuật, sẽ phục hồi nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà quay lại với nếp sinh hoạt thường nhật. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức lưu ý với sự xuất hiện của dịch mã động tinh, báo hiệu sự tất bật, vất vả không báo trước. Bạn nên chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ để luôn đảm bảo thể trạng tốt nhất. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dượng vận dành riêng cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Tỵ, tháng 9 âm lịch 2024. Theo tử vi tháng cho biết, bước sang tháng mới, vận trình của người tuổi Ất Tỵ khởi sắc hơn hẳn so với tháng trước, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động, xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai thì mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tuần khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người thân hoặc tí để hợp tác, cả hai phía đều thu lợi nhất định.
Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Ất Tỵ được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ nên mối quan hệ này khá bền chặt. Sức khỏe của những chú rắn không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, bản mệnh cũng cần bổ sung đủ nước, cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, dậu, tiểu nhân, dần, tuất. Màu sắc may mắn, xanh lá, xanh dương. Con số phát tài, 43, 78, 54. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Tỵ, tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Ất Tỵ, các vận có vẻ đang che chở cho vận trình của con giáp này. Tài vận hanh thông, tiền bạc dồi dào khi mà thực thần đứng bóng, tạo điều kiện cho bản mệnh nắm giữ cơ hội tài lộc. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc, nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho tuổi Ất Tỵ. Chính quan trợ vận, lại thêm các tinh thiên du nhập cục, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bản mệnh được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Bản mệnh nên cố gắng hết sức mình để không tuột tay khỏi cơ hội chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, cuối tuần có thể có vài chuyện xen ngang khiến cho bản mệnh mất tập trung vào công việc. Người làm việc với tinh thần chuyên nghiệp sẽ chuyên tâm, không để mình bị phân tâm. Song với tuổi Ất Tỵ có thể phải nỗ lực rất nhiều mới có thể làm được điều đó. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Đừng tình duyên cũng không mấy thuận lợi, nhân duyên chưa tới cũng chẳng thể cưỡng cầu. Bản mệnh có duyên gặp gỡ, nhưng chưa đủ duyên để thành đôi. Mối quan hệ hiện tại trên tình bạn, nhưng chưa tới tình yêu, có thể khiến cho bạn bối rối. Song hãy để cho mọi sự diễn ra theo tự nhiên. Nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bạn làm theo. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, ý, thìn, tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, 50, 32, 69. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Tỵ, tháng 9 âm lịch 2024. Hung cát đang xen, tử vi phương Đông cho thấy người tuổi Ất Tỵ tuần này có niềm vui, nhưng cũng có không ít điều cần phải lo toan. Mở đầu là thiên quan đang gây chuyện, khiến cho công việc của bản mệnh gặp phải khó khăn. Mới đầu tuần đã có chuyện xảy ra, bản mệnh cần phải để tâm tìm cách giải quyết trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Trong tuần còn có cả dịch mã các tinh chiếu mệnh, báo hiệu những ngày tới là những ngày khá tất bật với bản mệnh, vì lý do công việc mà tuổi Ất Tỵ phải tất bật ngược xuôi. Đó cũng có thể là kế hoạch của kẻ tiểu nhân khi muốn giảm bớt sức ảnh hưởng của con giáp này, thêm cơ hội để đẩy bản mệnh ra khỏi vị trí đang nắm giữ. Đường tài lộc của bản mệnh tuần này khá tốt, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều đang có những bước tiến khá đáng mừng. Bản mệnh khá năng động nên không lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Chỉ có điều kiếp tài xuất hiện vào cuối tuần này, Ất Tỵ nên cẩn trọng hơn trong vấn đề tài chính, tránh để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì tuổi Ất Tỵ vẫn giữ mối quan hệ tốt với người ấy. Tình cảm không có nhiều biến động, nhưng đôi khi bản mệnh thấy nhàm chán. Khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường, không sóng gió cũng chẳng chút lãng mạn dâng trào, bạn muốn có ngọn lửa bùng cháy của tình yêu, nhưng e sợ nó khiến cho mình chao đảo. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, dậu, tiểu nhân, trửu, tuất. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 22, 08, 96. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Tỵ, tháng 9 âm lịch 2024. Với người tuổi Ất Tỵ, tử vi tuần thấy rằng thiên đức các tinh đang đi theo và hỗ trợ cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh thuận lợi giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đang mong muốn, khao khát suốt bao lâu nay. Ấn quan kết hợp với nhau tạo ra một bộ đôi vững chắc và bảo vệ tuổi Ất Tỵ khỏi những bất trắc trên con đường tiến tới thành công. Nhờ thế mà con giáp này tạo ra được nhiều giá trị lao động. Tuy nhiên đâu đó vẫn có kẻ ghen ghét với những thành tựu mà con giáp này đạt được, nên học cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Về cuối tuần có thể sẽ xảy ra vài chuyện mâu thuẫn giữa bản mệnh với đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn,
gây ra những rắc rối không thể lường trước được. Thiên quan báo hiệu rằng đây không phải là chuyện đơn giản, bởi bản mệnh đã đắc tội với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thể sẽ phải trả giá vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tài vận của con giáp này trong tuần khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình vào dịp cuối tuần. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nên dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc lá nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chứ đừng dung tay quá tráng. Các cặp vợ chồng sẽ có thể cảm thấy một luồng không khí mới tràn vào cuộc hôn nhân của mình. Bản mệnh thấy được những cố gắng và nỗ lực của người ấy trong việc thay đổi những thói quen xấu của mình để làm bạn vui. Mối quan hệ được cải thiện khá nhiều khi được đôi bên chung tay vun đắp. Cẩm nang dượng vận: quý nhân, thân, hợi; tiểu nhân, trửu, mão. Màu sắc may mắn: xanh lá, đỏ. Con số phát tài: 40, 22, 68. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ, nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối. Có lúc sẽ được người khác nâng niu như là một chiếc bánh thơm quý, có lúc lại bị người khác coi như củ mài, củ khoai. Khổng Tử từng nói rằng ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không dụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người a dua, kết giao với người xu nịnh, kết giao với người xảo ngôn thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa. Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quảng Ninh và Hoa Hâm như sau. Quảng Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, lúc còn đi học thường thường là vừa đọc sách, vừa làm việc. Một hôm hai người đang ở trong vườn quốc đất, trồng rau, thì quốc được một thỏi vàng. Tiền tài quả thực khuấy động lòng người, Quảng Ninh nhìn thấy thỏi vàng, liền con nó cũng giống như hòn gạch, hòn đá, cứ tiếp tục quốc và để thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, liền cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi liền ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng kèn, hôn hậu ắt vang dậy, tiếng chiên trống quả thực náo nhiệt và tiếng người nháo nhác nhau rằng. Có vẻ quý nhân ngồi xe đi qua, Quảng Ninh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hưng trở lại trong phòng, Quảng Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói, ngươi không phải là bạn của ta. Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quảng Ninh vẫn là dưới đọc sách, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Hậu duệ của ông chính là nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề thời Xuân Thu, Quảng Trọng. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quảng Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điềm cố này nói cho chúng ta biết rằng con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài. Đời người có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta không thể có được, vậy nên càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có. Hãy trân quý cha mẹ mình. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học dở lòng. Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái. Hãy trân quý những người mà chúng ta đang có. Chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời này gặp được ai đều là vì duyên phận, đặc biệt những người có thể ở bên mình. Chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, khi ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói, đức bất cô, tất hữu linh. Ý nói rằng người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn. Hãy quý trọng con cái. Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời. Con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh. Hãy trân quý người dạy dỗ mình. Đời người có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn,
chỉ bảo mình là điều may mắn, một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tiếng người mới biết được ý nghĩa tương lai và chốn trở về chân chính của sinh mệnh. Đó là con đường thành Phật chỉ ra để chúng ta không bị mê lạc mất. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.